Rồi, như thầy demo lần trước thì tôi thấy khi mình add ID task vào thì cái ID này mình không kiểm soát được, mà nó tăng một cách tự động. Thế là làm sao mình disable, là mình tắt năng tăng tự động đi, mình lấy giá trị mình gán từ database. Thì đây thầy sẽ xóa phần ID task này lại. Tại nếu không disable tăng tự động thì ID sẽ lên 12 vì thầy muốn nó trở về 1. Task user, task work. Rồi, nếu chúng ta làm theo hướng là database first, thì mình import từ database vào thì đây ta có task management db. Ở đây sẽ có trường là trường ID. Ta check của ID, thì đây ID chúng ta xem thuộc tính mặc định nó là store generated pattern là identity. Lúc này là sẽ tăng một cách tự động. Chúng ta chuyển lại là none. Rồi ID none. Ta lưu lại. Rồi task design mình muốn hiển thị ID xuống cột này là sẽ là một, thì thầy sẽ chạy lại từ đúng là say event cho thay ID mình get từ task controller get ID from db, get ID from db sẽ lấy ID lớn nhất cộng cho một, hoặc không có thì sẽ bắt đầu từ một. Rồi thầy sẽ dạy lại. Ở đây chúng ta có function task user. Rồi khi mỗi lần mình cập nhật trên DBMS thì phần class cũng thay đổi theo, do đó mình phải chỉnh sửa lại. Mình thay đổi tên diagram thì đồng thời user này cũng thay đổi, do đó class user này solution view user này cũng sẽ bị hủy mất hàm to string. Đây chúng ta add lại override to string. Là cách mình làm tôi nói là thủ công, của mỗi lần cập nhật sửa thì override thì add lại. Tuy nhiên mình có thể làm tốt hơn bằng cách là mình sẽ tạo ra một class user mới kế thừa từ user này, và lúc đó thì mình sẽ không cần phải viết lại hàm mỗi lần mà DBMS ADM model thay đổi nữa. User thầy vẫn giữ nguyên cách làm kiểu thủ công này, cách tạo ra một đối tượng user khác kế thừa từ user này, thì đó là công việc các em tôi tự làm về nhà và tự làm trong các project. Function task. User, hai user đầu đi. Rồi, đặt tên bất kỳ gì đó. Rồi, save.
Rồi khi chúng ta tắt ID thì sẽ bị thông báo lỗi là Identity insert set off. Thì sẽ search đoạn này trên mạng xem lỗi là gì. Vì mình nó không cho phép mình SID, cái là giá trị, vào trong cột Identify. Rồi chúng ta xem có solution. Rồi đây là vấn đề ta có ID 123 xóa 3 thì chúng ta insert vào thì nó sẽ thành ID 4. Nếu chúng ta insert 2 thì bị lỗi. Rồi ta sẽ bỏ phần set identity insert cho table, sẽ làm trên database. Rồi mở vào database và new query table, mình sẽ chọn ở đây là insert là off. Table là dto.task. Không có table thì chúng thực thi lệnh bằng cách là tích chuột phải vào password street table s. Drop any. Mục tiêu chúng ta lấy tên bạn table thôi, một lệnh khác mình bỏ qua.
Quay lại bài thực hành tuần trước. Tuần trước mình làm một đoạn sai chỗ là ID. Mình sẽ quay lại bài thực hành ở tuần trước. Thì đây là bài thực hành chúng ta làm theo cách tiếp cận là call first. Mình có các class rồi mình sẽ sinh ra cơ sở dữ liệu. Thì trong phần sinh cơ sở dữ liệu này mình trước thầy bị lỗi ở phần ID nó sinh theo cái tăng tự động, vì thầy sẽ xóa phần tăng tự động này đi và tạo lại database. Thì trong phần trước chúng ta làm theo cách tiếp cận call first. Chúng ta có migration này thì các em vào trong configuration hoặc là task management db finish create đây. Chúng ta có task was id thì đây identity true. Chúng ta xem model task work key, and chúng ta thêm thuộc tính là generation. Rồi thầy sẽ insert keyword cho này là entity work. Table auto increment. Rồi ta disable auto increment cho giá trị ID này. Thì nó có là system component data notion key attribute. Data generated có data database generated database generated option none. Rồi mình đặt thuộc tính này là key và option generate là none. Ở đây ta sẽ đổi lại tên cơ sở dữ liệu. DB task management. Ta sẽ đổi cái này lại rename. Này thì sẽ để là V1, là V1 cũ. Rồi thầy đặt tên lại DB Task Management trong phần app config. Ta có connection string DB Task Management. Rồi build. Nó sửa lại lỗi của bài tập thực hành tuần trước. Thuộc tính ID. Rồi chạy. Test.
chúng ta xem lại trong database, refresh. Continue. Rồi ở đây mình phải xóa đi phần migration, xóa folder migration đi, delete. Reverse start reverse. Rồi chúng ta kiểm tra test 5. Rồi kiểm tra trên DB database. Database này đã tồn tại rồi, thầy sẽ xóa luôn database này trên đây tôi drop delete. Cloud existing connection. Rồi test DB. Rồi kiểm tra thử. Rồi chúng ta có DB Task Management mới đây. Table. Rồi chúng ta test lại trong bài làm hôm nay là task admin. Rồi chúng ta có function user, mình sẽ add lại, bây giờ thầy đã xóa database rồi, vậy là user vậy là sẽ trống. User này delete, add lại user mới. Rồi add user được mà chưa hiển thị ta user như thế này. Rồi đây đoạn code
trong phần user có một phần là chưa hiển thị lại. Thầy quay lại user trước. View code. Add user. Thầy kiểm tra thiếu đoạn hiển thị lại binding sort. Thầy sẽ copy đoạn binding sort của dưới này. Và đưa vào phần add user của binding sort. Chạy lại. Rồi function user. Add thêm user mới. S. Thì ta thấy hiển thị lên tên danh sách bên dưới. Ta qua phần task. Nó hy vọng user S được task với ID là 1. Chúng ta đã add được task với ID là 1. Task bây giờ ID giờ mình sẽ sinh theo ý mình, không phụ thuộc vào database nữa. Do đó chúng ta phải sửa lại bộ check lần trước. Rồi đây thầy sẽ bài tiết em một phần hiển thị. Code hiển thị trong phần task management say event. Thì đây chúng ta hiển thị vẫn là hiển thị theo cách cũ là chúng ta add vào list view. S các event này thì thế đây thầy sẽ gọi đến một hàm là hàm display task private void display task. Rồi hàm này sẽ gọi lại S event trước. Và đồng thời là add vào trong list view as item. Đây là thầy cần nhất là task ID this item. Nên giờ đó thì là string. Display user. Rồi task thì ở đây thầy cần lấy tất cả các task từ cơ sở dữ liệu. Thì trong task controller thầy sẽ viết một hàm là hàm get on task. Publish status list task was get on task. Rồi thì sử dụng viên và sẽ gọi và task in from the in context task work select the. Mình lấy tất cả các danh sách công việc có trong task và trả về list to list. Return lại task. Rồi sau khi có task này mình sẽ hiển thị lên trong phần task management. Ở đây thầy sẽ lấy list
task work task task controller gets on task rồi sau đó thầy sẽ lập for each task work thì English task rồi mình sẽ add vào rồi đây chúng ta cần là task id to string test này sẽ là task.title test này sẽ là task.description như là ngày task.from day to string that's today to string rồi đã cần thông tin ở display user thì ta sẽ cái display user khởi tạo rộng rồi for each user in task user với danh sách user này thì mình sẽ add vào trong display user display user cộng với user sau đó cộng với khoảng trắng rồi chúng ta hiển thị. Rồi đầu tiên vào thì mình sẽ display task này trong hàm khởi tạo của task management. Đây thì mình không cần list task, list user mà ta bỏ qua. Gọi lại hàm khởi tạo display task. Rồi ta gọi function task task user count bằng 0 rồi thầy xem lại đoạn code lúc trước thầy viết cho phần chức năng của task này. Display list view controller get on task. Ở đây get on task chúng ta phải làm giống như thân phần user là chúng ta tạo ra một đối tượng mới rồi sau đó chuyển đối tượng mới đó và thì ta sẽ sử dụng lại cấu trúc lệnh của get on task. Thì cái làm đơn giản này thì do chúng ta đóng connection khi kết nối thúc
Do đó gọi là user bị lỗi, thì đây thầy copy lại đoạn này. Thì ta, các em tham khảo lại phần thầy đã tạo trong user, nó giống hoàn toàn là ID, description, rồi sau đó s new task work vào. Rồi chọn F5. Position task. Rồi chúng ta có lên danh sách các task user đều hiển thị, thì các em hiển thị tương ứng cho từ update và delete. Update task thì cũng giống như update user, nó khác hơn là update thông tin user vào trong task và update delete event. Rồi nếu thầy delete user thì event đổi không, giả sử thầy delete là user này. Thì chúng ta mong đợi là danh sách này sẽ bỏ bớt user, thầy xem lại function task. Chúng ta thấy bỏ bớt user thì hàm update user, các em xem update user như thế nào. User controller và ở chỗ update delete user thì thầy sẽ delete task của user đó tương ứng. Thì các em làm tương tự cho phần delete task. Delete task thì chúng ta phải bỏ đi các task của user. Rồi